Nếu nó cho anh em có hỏi để lựa chọn, à không, ở đây kênh của mình ở tận là 600.000 anh em có hỏi để lựa chọn chiếc smartphone Android mà mình dùng làm máy chính trong năm nay, mình sẽ không ngần ngại trả lời là chiếc HTC U11. Không tin lên Facebook mà coi, hôm nọ vừa mới đăng xem ai cũng ủng hộ. Mỗi tội là mình đã đang dùng con U Ultra rồi nên không có tiền để mua thêm U11, mà mình sẽ mượn nó để dùng một thời gian mà thôi. Nói về HTC thì có rất nhiều người thích, nhiều bạn thì cũng anti. Thế nhưng U11 là sản phẩm flagship mà năm nay các bạn không nên bỏ qua, mà ít nhất phải trải nghiệm thử một lần. Ví dụ như là ra các cửa hàng đã bán chính hãng trên toàn quốc, hay là mượn của bạn bè, chứ đừng có làm càn thèm quá là đi ăn cướp nha. Cái mà mình thấy rất rõ chiếc U11 này, đó là HTC đang đi đúng hướng tạo ra smartphone phù hợp với mọi người, chứ không phải là chỉ dành cho một nhóm dân anh em công nghệ nữa rồi. Thiết kế là điều thể hiện rất rõ cái điều này. HTC đã chia tay với cái kiểu nhôm nguyên khối mà sáng ra sờ thì mắt lạnh và chiều tối sử dụng thì lại nóng, thay đổi nhanh kiểu là người yêu cũ của bạn vậy. Theo vào đó ta sẽ có một chiếc máy bóng bẩy này, đẹp sang chảnh như là mấy cô mà cứ tầm 10 giờ tối lại đi bộ lại dần dần ở trên tại hiện. Phê chết thì được. Mới đây còn ra cái màu đỏ trông chất như nước cất, các bạn để thấy trong video mình đang sử dụng. Nhưng mà cái ông làm thiết kế cái màu sắc con này chắc là có vấn đề, nên cái con U11 bản silver mình đang dùng thì ai kêu đây là màu xanh, mà công nhận mình thấy là màu xanh thật. Các bạn dùng đồ đẹp thì phải nâng niu như nâng trứng, hứng như hứng flower, chứ không thể cục xúc quăng quật như mấy cái cục gạch. Mặt lưng của nó sẽ làm bằng kính nên sẽ bám mồ hôi rồi vân tay, chúng ta phải lau chùi sạch sẽ một chút. Và HTC cẩn thận còn tặng cho các bạn một cái ốp trong suốt để giữ gìn, tránh làm rơi hỏng máy. À mà giờ thì anh em cũng cứ thoải mái mang vô nhà tắm mà nghe nhạc mỗi khi chìm đắm vào giai điệu lạc trôi, vì em này có tiêu chuẩn kháng nước là IP67 rồi. Thiết kế thì là vậy, còn ở góc độ dân yêu công nghệ thì mình chọn U11 để sử dụng vì cấu hình nó quá khủng luôn. Trong tầm chính hãng này sẽ có 6GB RAM, Snapdragon 835 và 128GB bộ nhớ. Oh my chúa, là thực sự là đây là một trong những cái sản phẩm mà chắc là các bạn sử dụng trong vài năm tới vẫn có thể lâu dài được. Và tốc độ của nó thì nhanh điên đảo luôn, tại vì là HTC làm giao diện thì mượt và nhẹ, gần với lại stock của Android. Thậm chí HTC cũng hứa là nhờ như vậy nên sẽ luôn luôn cập nhật rất nhanh cho các bạn mỗi khi có Android mới. Cảm giác của mình là chưa bao giờ khai thác hết được 6GB RAM. Mọi thứ nó rất là nhanh và 4 ngày các bạn không cần phải reset như những chiếc điện thoại Android khoảng 3 hay 4GB RAM khác. Chiếc 835 chơi game thì rất đã. Cái trò Injustice các bạn có nhớ mình đã từng review, thì chơi lên những sản phẩm như G6 làm flagship trước đó mình đang dùng và S8 thì vẫn bị lag. Nhưng mà khi bạn chuyển sang chip 835 thì bất kỳ một con máy nào dùng chip 835 chơi đều cực kỳ là mượt. Rõ ràng các bạn nhìn thấy là bảng so sánh với các đối thủ trong tầm giá chính hãng thì HTC đang có lợi thế hơn về cấu hình. Và cấu hình cũng là thứ mà quyết định lại rất nhiều về trải nghiệm đối với các máy Android. Bóp nữa và bóp mãi. Vâng, ra ngoài đường có em gái nào chạy ra kêu là bóp em đi anh. Nếu bạn là người miền Bắc mới vào Hồ Chí Minh thì đừng làm bậy. Khốn nạn. Vì thực ra chỉ là hỏi mua ví thôi. Còn gặp ai cầm HTC U11 mà kêu bóp em đi anh thì bạn cứ bóp nhiệt tình vào, vì đây là smartphone duy nhất làm được cái trò này. Mình đi gặp mấy đứa bạn kêu nó bóp mà ai cũng trố mắt không hiểu gì, xong rồi còn tưởng mình cài app bên ngoài lừa đảo. Thực tế là tính năng này lúc đầu nghe thì nó vô dụng, nhưng mà dùng rồi thấy mê. HTC có thiết lập một cái mức lực cho mọi người để các bạn thoải mái bóp mạnh hay bóp nhẹ. Vì bản thân mình thì tay của mình hay bóp nhẹ, chứ ít khi mình dùng lực để bóp nhiều. Và các bạn thấy là chúng ta sẽ có thể tùy chọn như là bóp một nhát thì ra ứng dụng, hay bóp giữ lâu thì sẽ ra ứng dụng khác. Chủ yếu bây giờ là có thể khởi động các cái app mà các bạn yêu thích. Còn lại thì HTC có một cái video mà sắp tới sẽ update cho các bạn, như dùng để zoom bản đồ, hay là chúng ta sẽ có rất nhiều tính năng mà sẽ sử dụng với lại cái công cụ này. Nên mình nghĩ đây là một cái tạo ra sự khác biệt của nó. Còn bây giờ mình chủ yếu là khởi động camera và chụp hình. Dùng con này nhiều bóp thành quen nên thành ra là có một cái rất khó chịu là bây giờ trả rồi thì không có cái khác để bóp nên rất là buồn tay. Nghe nhạc giải trí là thứ mà chắc chắn là HTC ai cũng khoái, vì các bạn đã biết là HTC nổi tiếng với công nghệ âm thanh boom sao từ ngày xưa. Thực tế em U11 nghe nhạc thì rất hay, tai trâu như mình cũng thấy sự khá bọt này. Điều đó nằm ở hai yếu tố, một là quả phần mềm bên trong là Usonic, tùy biến tai nghe của mỗi người phù hợp với lại các cái âm thanh, và kiểu đó nhận ra là mình tai trâu nên mà đó là nó cho cái âm thanh nghe hay hơn hay sao ấy. Còn cái thứ hai là quả tai nghe tặng kèm máy xịn vãi. Tai nghe này có chống ồn chủ động nên đeo vào là bên ngoài là im phăng phắc. Hôm nào lừa gấu cho đeo tai nghe U11 rồi quay clip chửi thoải mái, đảm bảo không biết gì luôn. Ngày xưa mình cũng từng làm mà bây giờ mình mới thay hàm răng đầu tiên. Lo ngoài U11 trông không to và hình trái như mấy kiểu con M7, M8 hay M9 đâu, nhưng mà nó nghe vẫn rất hay. Thế nhưng hạn chế đó chính là phần mềm nghe nhạc HTC không chỉ cho họ bỏ đi, mà họ để giúp cho cái thuần Google nên chỉ dùng cái Google Play Music, giao diện rất chán, không tùy biến EQ. Và thứ hai nữa là các bạn phải giữ gìn cẩn thận cái tai nghe này, vì nếu làm mất thì rất khó mua. Đây là tai nghe USB Type-C, không phải 3.5. Không phải là các bạn có thể mua ngoài lung tung là nghe được, mà phải chuẩn tai của HTC mới chất lượng nhất. Và đôi khi ra ngoài đường muốn đút lung tung với những bạn khác cắm vào để nghe nhạc thì cũng khó. Và đấy là cái việc mà chúng ta phải luôn luôn mang theo một cái cáp chuyển từ USB Type-C sang là jack 3.5. Còn một cái cuối là về camera, em này được chấm là cái đấng vô đối ở trên camera của DxOMark. Mọi người sẽ được xem bài đánh giá camera chi tiết sau. Nhưng mà
các bạn thể xem những hình ảnh mình đã minh họa chụp chiếc máy này, chi tiết tốt, chụp nhanh, HDR ngon. Sản phẩm này có điểm cao là có lý do của nó cả. Và khi sử dụng cái chiếc U11 thì nó là một sản phẩm làm auto ngon lành. Các bạn việc giơ lên chụp, kể cả những người không biết gì về chụp hình vẫn có thể chụp tốt. Thì con này, những cái pha chụp ảnh từ 1900-8198 và các bạn thấy là mình chụp ra từ kể cả thiếu sáng, đủ sáng đều tốt. Còn có hạn chế gì thì mình sẽ nói cho em sau. Còn video này là mình đang nói về những cái lý do tại sao mà mình lại thích cái con U11 nhất cái năm nay. Và anh em có thể đưa ra những ý kiến các bạn, nếu mà đã từng trải nghiệm con này rồi thì có thể comment bên dưới để chúng ta có thể đóng góp thêm. Nhưng nhìn chung là U11 tự nhiên là mình rất có cảm tình. Năm ngoái thì có dùng cái con HTC 10 được có một tí thôi, không dùng được lâu cho lắm. Và các bạn thích được cái like, share, hẹn gặp lại anh em trong bài so sánh và những đánh giá nó với những sản phẩm khác.